Em Hoàng xin được kính chào toàn thể quý vị anh chị. Hôm nay thì có thể vui view nó hơi khác một chút đúng không ạ? Thì hôm nay em quay tại đằng sau xưởng nhà em. Và đây là lên sóng cho các bác một em xe khá là cổ nhưng mà với ô tô thì cũng vừa vặn, không phải quá nhiều. Và showroom bên em có địa chỉ là 46 Việt Hưng Long Biên Hà Nội, xe đẹp auto chuẩn 3S, cung cấp đầy đủ các dịch vụ từ sơn sửa chữa phụ kiện xe chuẩn hãng quý vị anh chị nhá. Lên sóng cho các bác một em Atit phiên bản 2010 quý vị anh chị nhá. Toyota Altis Corolla, tên chính thức là Toyota Corolla Altis, thì một chiếc xe không khó gì là xa lạ với mọi người rồi đúng không ạ? Sản xuất 2010 và chiếc xe biển Hà Nội. Odo chuẩn của em này đang hiện nay đang là 95.000 km hay là 9,5 vạn quý vị anh chị nhá. Và tổng quan về đường nét của chiếc xe. Nếu bác nào mà đã là fan của Toyota thì Altis thì chắc chắn là cái tầm tiền này cũng như là cái phong cách form dáng của chiếc xe Altis nó vẫn là đập vào tiềm thức bác nào mà đã đi xe rồi thì vẫn rất muốn là mua lại quý vị anh chị nhá. Và mọi người nhìn thấy sao với em nó nào? Bây giờ em sẽ đi vào cận cảnh các đường nét nhé. Đấy, xe thì cũng vừa về còn đang lau dọn nhưng mà em đã lên sóng luôn vì từ giờ Tết còn có vài ngày nữa thôi nên em cũng tranh thủ lên sóng hết tất cả các video để cho mọi người có thể xem được cận cảnh. Chúng ta sẽ đi vào phần khoang cốp của chiếc xe này nhé. Mọi người đợi em một chút, em sẽ lên mở. Với khối động cơ thì 1.6 rất là đủ để dùng. Rất là nhiều tính năng hiện ích ở trên chiếc xe này. Cốp đây, em sẽ đi vào cận cảnh. Xin lỗi các bác, là động cơ 1.8 bản G quý vị anh chị nhé. 1.8 bản G giúp em ạ. Keo chỉ cận cảnh luôn, đường nét của chiếc xe. Từng keo chỉ này. Bác nào cân đối cụ thể để xem xe thì hãy chốt sớm em nhé, lốp dự phòng vẫn còn nguyên đấy ạ. Chúng ta sẽ di chuyển đến phần khoang nội thất của chiếc xe luôn cùng em nhé. Bộ ghế da vẫn nguyên bản theo năm tháng từ 2010 đến nay. Thực sự là ghế da 2010 đến nay mà như này thì còn rất là ok luôn ạ. Thực ra là em cũng đã có cho spa lại rồi nhưng mà tổng thể chất lượng của chiếc xe như thế nào thì mọi người có thể nhìn thấy ở qua nước ảnh video. Có một điểm trừ là chiếc xe chưa có cửa gió điều hòa thứ hai nhá. Nhưng mà không sao, những cái điều này thì em thấy là khách hàng không quan tâm quá nhiều, chủ yếu quan tâm về cốt lõi của chiếc xe có cam kết về động cơ, máy móc hay là khung gầm có được đảm bảo không. Thì những cái điều các bác quan tâm cốt lõi của chiếc xe thì bên em đều có cam kết bằng văn bản. Bác nào mà lăn tăn thì hãy đi check xe cụ thể nhá. Ghế lái chỉnh điện rồi này. Chúng ta có những tính năng che cũng đã được. Màn hình Gotech rồi các bác nhá. Màn hình Gotech dùng ok luôn đấy ạ. Em cũng bán chiếc màn hình Gotech rồi, đã trải nghiệm sử dụng thích luôn đấy. Ghế da nguyên bản luôn nhá. Đó. Thiết kế vẫn còn rất đến bác, em sẽ quay trần cho mọi người xem luôn này. Trần xe còn rất là bóng bẩy luôn nhá. 2010 đến nay đã là khá là lâu rồi. Hơn chục năm rồi đúng không ạ? Bây giờ thì sẽ vào đến phần trái tim của chiếc xe nhá, để mọi người có thể nhìn được cận cảnh hơn. Cho bác nào ở xa cũng không phải lăn tăn khi mà xem xe của em. Được cái tiện cái là chiếc xe nó lại được cái là biển Hà Nội nữa. Nên bác nào mà có đăng ký về Hà Nội ấy, thì đi luôn, không phải là làm hợp đồng ủy quyền gì nữa. À không phải phải sang tên gì nữa nhá. Máy móc em cũng đã cho vệ sinh rồi. Vệ sinh để các bác xem được cận cảnh rõ nét hơn. Đây, em quay thêm cho mọi người một lần nữa này. Những chiếc xe cũ thì các bác rất quan tâm về máy móc đúng không ạ? Thì những cái điều các bác quan tâm nhất thì bên em đều có cam kết bằng văn bản cho mọi người. Và đó là chiếc Toyota Altis phiên bản 2010. Chiếc xe đang có mức giá, hiện nay đang có mức giá là 399 triệu nhá. Em mà không báo giá chào nữa đâu. Bác nào cân đối chốt xe thì liên hệ chốt em. Em không ra lộc một chút nữa thôi, không bớt 20 triệu đâu các bác nhá. Nên là bác nào chốt giá thì hãy liên hệ trực tiếp. Xin chào gặp lại mọi người.